Rồi, hello, xin chào cả nhà đã quay lại với channel của em. Hôm nay em sẽ dẫn cả nhà đi quay lại cái khu phố ẩm thực Hàng Dừa, là một thử thách rất là đặc biệt, đảm bảo chưa có kênh nào làm luôn. Nếu các bạn xem video thấy hay thì hãy cho em một like và chia sẻ video cho mọi người cùng xem nha mọi người. Rồi, giờ mời mọi người đi theo em nha. Em có một làm một cái clip về cái chợ đi Ninh Kiều này nè mọi người, em để ở phần bình luận nha mọi người, vô xem giúp em nha. Quán cơm cháy này em cũng có làm một cái clip nữa mọi người. Rồi, tới nơi rồi nè cả nhà ơi. Đây là phố ẩm thực Hàng Dừa ở dưới bến Ninh Kiều của thành phố Cần Thơ nha mọi người. Giờ hai vợ chồng em sẽ làm một clip thử thách rất là đặc biệt, đảm bảo từ trước tới giờ chưa có kênh nào làm luôn. Rồi, hai vợ chồng em sẽ làm một cái clip là lấy 50.000 đi mua đồ ăn tại phố ẩm thực Hàng Dừa. Thử thách sẽ là 50.000 mua được 3 món ở chợ này. Coi mua chợ mua cái gì nha. Đây có chè thái. Đi mua đồ ăn trước đi tí nữa ngoài là mua nước. Giờ đi vòng vòng coi mua cái gì với 50.000 ở chợ này. Ở đây quá trời luôn. Đồ hấp dẫn. Rồi, hộp gà nướng và muối gì? Rồi, bây giờ muốn cái tráng nướng là món đầu tiên. Tráng nướng là nhiêu cái chị? 15.000 một cái. Có hộp gà. Mình hấp dẫn quá. Làm cái thử thách 50.000 có mua được bao nhiêu món ở chợ này? Bánh tráng nướng. Mở màn là bánh tráng nướng 15k một cái. Vậy là còn được 35.000 hả? Không có gì tiếp theo đây không biết. Để người đi chợ của mình tính toán. Bữa nay khách chưa đông hả chị ha? Giờ này mới có 8 giờ. Một đi như bán, chị bán khoảng cỡ bao nhiêu cái? Không đếm nổi luôn hả? Đêm gì mà chị bán được khoảng bao nhiêu gỗ hộp gà? Không biết được luôn hả? Dạ. Làm video đăng lên YouTube cho mọi người cùng xem chơi. Xong rồi, chuẩn bị xong một cái. Bên kia là cái thứ hai. Rồi, còn 35.000 phải không? Rồi, món gì sẽ là món tiếp theo đây mọi người? Ba món phải ăn no mới được. Ba món là phải ăn no mới được. Rồi, em cảm ơn nha anh chị. Rồi, quá trời luôn. Ở đây có chè tự chọn. Em lấy chè tự chọn không em? Chè tự chọn kìa. Ồ, ở đây toàn hải sản nướng không. Xuyên que 10k một cái. Ở đây có rất nhiều món cho các bạn lựa chọn. Giá rất là bình dân. Trời luôn. Ở đây là bánh tráng nướng. Cũng bánh tráng nướng. Nước mía. Cái này xiên que với sushi chiên. Tới món gì tiếp theo? Hả? Chắc mua món này quá. 50.000 chị. 15.000 cuộn chị. 15.000 luôn hả? Nó có chiên giòn cũng được luôn hả? Dạ. Em muốn ăn tươi hay chiên giòn? Mua không? Vậy là sẽ mua món sushi cơm cuộn. Chiên giòn phải không?
cuộn này chiên lòng nha. Một cuộn chiên. Rồi, vậy là còn được 20 ngàn hả? Rồi, nói tiếp theo coi món gì sẽ là món tiếp theo đây. Trong lúc chờ đợi quay vòng vòng. Nếu thấy clip hay, hãy cho clip một like và đừng quên bấm đăng ký để ủng hộ kênh cả nhà. Đây, ở đây nguyên một xe bánh tráng luôn. Thì em có làm clip về cái chợ đêm phố ẩm thực Hàng Dừa này á mọi người. Mọi người có thể xem ở em để cái đường link ở dưới phần mô tả nha. Đang chờ anh này anh làm. Mấy cái này là đồng giá hết hay gì vậy? Tùy loại anh trai. Tùy loại hả? 15, 20. Dạ, mắc nhất là 25. Mắc nhất là 25 hả? Dạ đúng rồi. Dạ. Mắc dặn quá. Xuyên que màu mè 50 ngàn mua 3 món cho 3 người. Được một món không phải không Sụ? Món là gia la nghe đó. Được một món rồi. Bánh tráng nướng. Tiếp theo là sushi. Sushi chiên hả? Trả tiền chưa? Con. Rồi cảm ơn anh nhiều nha. Còn 20 ngàn phải không? Ok, giờ bây giờ muốn món gì tiếp theo? Rồi bây giờ người đi chợ sẽ đi mua nước. Ở đây cũng có một xe bánh tráng. Bánh tráng nướng. Xôi gà. Ăn xôi không? Ăn xôi không? Không ăn xôi hả? Thì cả nhà xem clip thấy hay hãy cho em một like và bấm nút đăng ký kênh miễn phí ủng hộ kênh và xem các clip tiếp theo của kênh nha cả nhà. Trà dâu nè. Đúng không? Hả? Ăn bánh tráng lụi không? Không. Không hả? Rồi bây giờ sẽ đi theo chân để chọn cái món cuối cùng còn được 20 ngàn. Thì để xem mà cái người đi chợ của mình sẽ mua món gì nha các bạn nhá. Một mua nước uống và hai món mặn rồi. 50 ngàn cho ba người. Dạ cá. Có chè kìa. Có ly chè nào cả 20 ngàn không em? Rồi cảm ơn. Oh my god. Wow. Lý do là để giá cho thằng vui. Lý do là hút đơn giá. Ô anh kia. Ở đây là xoài lắc, cốc lắc. Và trái cây. Còn đây là chợ cổ Cần Thơ. Ngôi chợ cổ nhất ở miền Tây. Còn đối diện là quán hải sản. Tôm hùm. Cầm 50k vô ăn tôm hùm thứ. Rồi quay lại quán cũ ăn đầu. Mua một ly chè. Ly nước đây. Ly nước là không quá 20 ngàn. Có ly nước nào dưới 20 ngàn không em? Dạ không, 25 cho là. 25 cho là quá thằng câu rồi. Không, nhưng mà mình mua 20 được. Phải không? Ok, 1 ly thôi nha. Chọn đi. Nó bán phi luôn rồi. Anh làm vlog hay vậy? Ừ, anh làm YouTube, đăng YouTube chơi thôi. Em vô em coi chia sẻ giùm anh.
Anh nói tình cờ đi em đăng ký. À, 1, 2, 3 đi. Làm mấy chỗ trà sữa đi. Hả? Không, trà sữa hút tiền rồi, có 50 ngàn mua 3 món à. Không, bây giờ nó ở đây là khi mà nó hỏi là nó gì trả giá mà. Ok. Chúng tư khách. Ừ. Trà sữa nha. Em chai này anh khuyến mãi luôn nè mọi người ơi. Trà sữa nha. Rồi các bạn có đi chợ đi. Chợ đi phố ẩm thực Hàng Dừa lại đây ủng hộ anh chai này với nghe mọi người. Đây, quán trà Thái. Đối diện chợ cổ luôn. Đối diện chợ cổ trà Thái đặc biệt. Đây rồi đi trà sữa ra rồi nè. Rồi trả tiền đi. Kìa. Rồi xong hoàn thành như vậy. Cái kế hoạch rồi đó. Còn bây giờ mình sẽ lội bộ xuống bến Ninh Kiều để thưởng thức cái mấy món này nha mọi người. Rồi chúc cả nhà có một buổi tối thật là vui vẻ. Và hãy nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ giúp em nha. Đây là thành quả của ngày hôm nay mọi người. 50 ngàn. Mua được 3 món đó đó. Cái bánh tráng nướng, sushi chiên và một ly trà sữa. Nhưng mà mình cũng ăn món thành quả luôn. Cảm ơn cả nhà đã xem clip nha. Hãy like và bấm nút đăng ký miễn phí để xem các clip tiếp theo của kênh.